Rất tự nhiên, như vậy là đã có bàn mở tỷ số cho Tân Hiệp Hưng. Có thể nói là rất bất ngờ, từ một góc hẹp tới không tưởng thì số 16 của Tân Hiệp Hưng đã sút tung lưới. Quang ơi, Từ Minh Quang không vào. Đá rất nguy hiểm của Từ Minh Quang. Đối trời có thể nói là rất là tình nha các bạn. Rất hay. Quang ơi, Ngọc Minh Hiếu không vào. Ngọc Minh Hiếu thực hiện cú sút từ góc hẹp nhưng không thành công. Trường Phan Thành Nguyện phản công nguy hiểm không vào, sút đi không vào. Hai cú đá liên tiếp cực kỳ nguy hiểm là của cầu thủ mang áo số 4, đó là Minh Phong, nhưng mà thủ môn của Tân Hiệp Hưng đã chơi quá hay ở trong tình huống này. Thành Tín không thể qua người cơ hội. Giao Huy phản công sút không vào. Chúng ta xem Từ Minh Quang vào không vào. Cú đá cực kỳ nguy hiểm của Alan tới. Nhưng thủ môn Huỳnh Văn Lê Hậu lại chơi quá hay ở trong tình huống này. Vẫn còn sút xa không vào. Và kết thúc rất căng của Từ Minh Quang. Hiệp 2 của trận đấu đang diễn ra. Phan Thành Nguyện, đội trưởng Phan Thành Nguyện là người cắm cao nhất trên hàng công. Sút xa. Đá rất căng của số 7 Nguyễn Văn Tuấn. Vẫn liên tiếp là những pha tấn công gây sức ép. Và chúng ta hãy xem lại cú đá của Văn Tuấn. Rất kỹ thuật và rất căng. Nhưng không thắng của Tân Hiệp Hưng là Trọng Thanh lúc này cũng đã vào sân. Cùng với số 10 đó là Đăng Thiện. Như vậy là cầu thủ Sơn Bắc đã san bằng được tỷ số của trận đấu. Chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng này. Pha phối hợp giữa Từ Minh Quang, Thành Tín. Thành Tín đã đá và người băng vào để mà đệm bóng ngay ở trên đường cầu môn. Chậm quá mất rồi, Ngọc Hiếu chậm quá. Nguy hiểm không vào. Ngay lập tức thì Minh Phong đã băng lên và thực hiện cú sút rất căng. Chúng ta xem lại cú đá này. Thủ môn Lê Hậu vừa rồi đã có một phản xạ tuyệt vời để cứu thua. Cú đá của Minh Phong là rất bất ngờ. Bóng đi xoáy và căng.